Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Những mẫu xe gầm cao đáng chú ý trong tầm giá 700 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, những mẫu SUV cỡ nhỏ 5 chỗ và 7 chỗ đang trỗi dậy mạnh mẽ trong phân khúc xe ở tầm giá 700 triệu đồng. Trong khoảng 2 năm gần đây, xe gầm cao đã trở nên phổ biến và sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu sử dụng gia đình hoặc kinh doanh, bên cạnh những mẫu MPV SUV hạng B cũng được ưa chuộng vì tính tiện dụng đi kèm kích thước nhỏ gọn. Trong tầm giá 700 triệu đồng, khách hàng có nhiều sự lựa chọn SUV như Mitsubishi Spander Cross, Suzuki XL7, Hyundai Kona hay là Kia Seltos vừa được ra mắt trong những ngày gần đây. Mitsubishi Spander Cross với giá 670 triệu đồng vừa ra mắt tại Việt Nam cách đây vài ngày. Mitsubishi Spander Cross được sinh ra để tiếp nối sự thành công của Xpander. Xpander Cross là phiên bản SUV của Xpander, hướng đến nhóm khách hàng thích phong cách thể thao hơn. Tổng thể, Xpander Cross giống Xpander MPV đến 80%, một số khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt, cản va chiếc hầm hố hơn, đèn sương mù LED, ốp sườn và vòng bánh xe mở rộng hơn. Mitsubishi Spander Cross trang bị động cơ hút khí tự nhiên 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít, cho công suất 105 mã lực. Và mô men xoắn 141 Nm, xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp. Vẫn sở hữu cấu hình 7 chỗ nhưng không gian nội thất của Xpander Cross rộng rãi và thoải mái hơn phiên bản MPV do kích thước tổng thể được cải thiện đôi chút. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe của Xpander Cross cũng được nâng thêm 20mm, giúp xe có khả năng lội nước 400mm phù hợp với điều kiện giao thông của Việt Nam. Với mức giá 670 triệu đồng, Xpander Cross sở hữu nhiều trang bị như màn hình cảm ứng 7 inch tương thích Android Auto Apple CarPlay, khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Những tính năng an toàn trên xe bao gồm kiểm soát hành trình, phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Mẫu xe thứ hai là Toyota Rush 668 triệu đồng. Với mức giá 668 triệu đồng, Toyota Rush là đối thủ ngang tầm nhất với Mitsubishi Spander Cross. Phiên bản thu nhỏ của Fortuner sở hữu những trang bị khá tốt như đèn LED trước, sau, bộ mâm 17 inch. Có mặt tại Việt Nam cùng thời điểm với Mitsubishi Spander, Toyota Rush bị thất thế so với đối thủ. Mẫu xe của Toyota có mức giá khá cao, chưa kể tình trạng bia kèm lạc trong điều kiện không xảy ra với Xpander. Xét về trang bị, Toyota Rush không thua kém các đối thủ trong phân khúc với 6 túi khí, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động. Điểm trừ của mẫu xe này là nội thất chỉ được bọc nỉ và hệ thống giải trí không hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto. Toyota Rush sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất 102 mã lực và mô men xoắn 134 Nm, đi kèm cùng hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Mẫu SUV của Toyota được đánh giá là vận hành êm ái trong điều kiện đường xấu và có khả năng cách âm gầm rất tốt. Mẫu xe thứ ba là Suzuki XL7, 589 triệu đồng. Tương tự Xpander Cross, Suzuki XL7 được xây dựng trên nền tảng của mẫu MPV Ertiga. So với Toyota Rush và Mitsubishi Spander Cross, XL7 có lợi thế khá lớn khi bán ở mức giá 589 triệu đồng. So với Ertiga, Suzuki XL7 có kiểu dáng thể thao và năng động hơn nhờ các điểm nhấn như lưới tản nhiệt kép, cản va trước trông khá hầm hố, ba ga mui và ốp hốc bánh xe rộng. Nội thất của Suzuki XL7 nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 inch, kết nối Apple CarPlay Android Auto, vô lăng tích hợp nút chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay khởi động bằng nút bấm. Các công nghệ hỗ trợ gồm có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, hai cảm biến lùi. Suzuki XL7 sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 1,5 lít cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn 138 Nm tại 4.400 vòng phút. Xe được trang bị hộp số tự động 4 cấp. Hyundai Kona giá từ 615 cho đến 725 triệu đồng. Trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, Ford EcoSport là đối thủ lớn nhất từ trước đến nay của Hyundai Kona. Kona hiện nay đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản có giá từ 615 cho đến 725 triệu đồng. Dù có giá đắt hơn EcoSport, Hyundai Kona vẫn vượt trội hơn đối thủ về doanh số nhờ kiểu dáng cá tính, trẻ trung và động cơ mạnh mẽ. Mẫu xe của Hyundai sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn LED, đèn định vị đặt trên, đèn pha đặt dưới theo kiểu xu hướng hiện đại. Ở phía sau, đèn hậu thiết kế 3D trông đẹp mắt. Ở bên trong, Kona sở hữu không gian nội thất khá rộng rãi. Dù là mẫu xe cỡ nhỏ, xe được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch, dàn âm thanh 8 loa, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và kiểm soát hành trình. Công nghệ an toàn trên Kona gồm có phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, khởi hành ngang dốc, 6 túi khí, hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát lực kéo cảnh báo điểm mù và cảnh báo absolute.
Hiện nay tại Việt Nam, Hyundai Kona có hai tùy chọn động cơ gồm động cơ hút khí tự nhiên 2.0 công suất 149 mã lực với mô men xoắn 180 Nm và động cơ tăng áp 1.6 lít công suất 177 mã lực và mô men xoắn 270 Nm. Động cơ 2.0 đi kèm hộp số tự động 6 cấp, trong khi động cơ tăng áp đi cùng hộp số liên hợp kép 7 cấp. Kia Seltos có giá từ 589 cho đến 719 triệu đồng. Kia Seltos là thành viên mới nhất của phân khúc SUV cỡ nhỏ cho đô thị tại Việt Nam. Trong nhóm xe này, kiểu dáng của Seltos gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, trong khi các đối thủ an toàn với kiểu dáng mềm mại thì Seltos có thiết kế vuông vức, thừa hưởng từ các mẫu xe đàn anh. Kiểu dáng hầm hố của xe được nhấn mạnh bởi hệ thống đèn LED 2 tầng, lưới tản nhiệt mũi hổ viền chrome, hốc bánh xe ốp nhựa tối màu và cánh lướt gió mui cỡ lớn. Ở bên trong cabin của Seltos được bọc da, vô lăng ba chấu dạng đê cắt, trông kiểu dáng thể thao và màn hình đa thông tin ở giữa bảng đồng hồ. Các trang bị đáng chú ý khác của Seltos như điều hòa tự động, cửa sổ trời, ga tự động, khởi động bằng nút bấm, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, màn hình cảm ứng 10,25 inch và cụm 6 loa âm thanh giải trí. Kia Seltos có hai tùy chọn động cơ gồm động cơ tăng áp 1.4 lít công suất 138 mã lực và mô men xoắn 242 Nm đi kèm hộp số 7 cấp liên hợp kép và động cơ hút khí tự nhiên 1.6 lít. Taco hiện nay đang phân phối Seltos với 4 phiên bản khác nhau là 1.4 Deluxe, 1.4 Luxury, 1.6 Premium và 1.4 Premium đi cùng mức giá lần lượt là 589, 649, 699 và 719 triệu đồng. Theo đại diện của Taco, đây là mức giá ưu đãi dành cho khách hàng đặt trước xe Seltos đã được ra mắt và sẽ được đưa đến tay khách hàng ngay từ đầu tháng 9 này. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ hạnh phúc và thành công.